Vậy thì bây giờ cô sẽ đổi con búp bê này lấy chùm bóng một con được không? Có được không cô? Được, coi như là cô tặng sinh nhật cho em con được không? Được, con cảm ơn cô. Ừ đây, đấy nhá, con cầm lấy em búp bê này về tặng cho em nhá. Ai bóng đi, ai bóng nào? Chả có ai mua cho mình mới kiếm được có 10.000. Mà sinh nhật em mình rồi, em mình rất thích một con búp bê. Con nhìn gì đấy? Con mua đi, toàn đồ chơi đẹp đấy con. Nhưng mà em còn rất là thích con búp bê của cô, nhưng con chỉ có 10.000 thôi. Thế à, con đi bán bóng à? Vâng. Hôm nay con không bán được quả nào à? Vâng. Cô hôm nay cũng thế, ngồi đây chưa bán được gì cả. Cho hôm nay sinh nhật em con à? Vâng. Em con thích con búp bê này sao? Đúng rồi. Ủa, chú búp bê, cô búp bê rất là xinh. Thế con bán chỗ bóng này bao nhiêu tiền? 50.000 ạ. 50.000 cả chỗ bóng này á con? Vâng ạ. Vậy thì bây giờ cô sẽ đổi con búp bê này lấy chùm bóng một con được không? Được. Có được không cô? Được, coi như là cô tặng sinh nhật cho em con được không? Được, con cảm ơn cô. Ở đây, đấy nhá, con cầm lấy em búp bê này về tặng cho em nhá. Còn cô sẽ ở đây, cô cắm bóng ở đây, cô sẽ bán bóng thay vào chỗ em bé đấy được không? Được. Ừ, thế con cứ về đi nhá, về tặng em con nhá. Cảm ơn cô, con chào con. Về nhá, chúc mừng sinh nhật em con giúp cô nhá. Ổ thế đấy, nhà có hai anh em đi bán bóng cả ngày mà không bán được quả nào. Khổ thân con bé. Chắc là hôm nay em nó sẽ rất là vui đấy. Không sao cả, mình sẽ bán được kiếm lại sau. Nó cũng rất là ngoan, rất nhiều lần nó giúp mình bán hàng. Mọi người ơi, đồ chơi nào, bóng nào, ai mua đồ chơi, ai mua bóng nè. Bóng đẹp, bóng nhiều màu sắc nào. Xin chào tất cả các bạn, các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé.